Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, tại Mexico, một loài động vật được cho là có hình mặt người khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao. Chúng là loài vật bản xứ quý hiếm của Mexico, thường nuốt sỏi để nổi trên mặt nước. Tuy nhiên, chúng thuộc lớp bò sát, là loài bò sát duy nhất không trải qua biến hình. Chúng giữ lại những đặc điểm từ giai đoạn ấu trùng trong suốt thời kỳ trưởng thành. Thay vì phát triển phổi và chuyển lên cạn, những con trưởng thành vẫn sống dưới nước và có mang. Để tìm hiểu rõ hơn về loại động vật này, mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Kỳ rông Mexico hay khủng long sáu sừng, tiếng Anh là axolotl, tên khoa học là Ambistoma mexicanum, là một loài kỳ rông lưu giữ các đặc điểm có được khi còn non đến giai đoạn trưởng thành, có họ hàng với kỳ rông hổ, có bộ dạng kỳ quặc, nhất là khuôn mặt giống người. Tuy nhiên, giới khoa học lo ngại rằng loài vật này đang có nguy cơ tuyệt chủng. Kỳ rông là loài sinh vật có hình dáng độc đáo, được phát hiện ở những dòng sông, kênh rạch gần thành phố Mexico. Sự đô thị hóa nhanh chóng kèm theo ô nhiễm nguồn nước đã tàn phá môi trường sống của loài sinh vật này. Sự xuất hiện của các loài vật ngoại lai cũng dẫn đến sự suy giảm về số lượng của loài kỳ rông này. Kỳ rông Mexico mang khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ, khiến nhiều người liên tưởng đến một chú cún con. Vẻ ngoài dễ thương này đến từ quá trình trưởng thành khác biệt của chúng với những loài lưỡng cư khác. Đặc biệt, loài cá khủng long sáu sừng bốn chân có khả năng tái tạo phục hồi khó tin. Thậm chí, chuyện phục hồi tủy sống, tim và não sẽ không thành vấn đề so với khả năng siêu phàm của loài kỳ rông Mexico này. Loài cá này hô hấp bằng mang, chính vì vậy nếu nước nuôi cá bị lẫn tạp chất sẽ rất dễ làm chúng bị bệnh hoặc giảm sức sống. Kỳ rông Mexico là loài ăn thịt, ăn những con mồi nhỏ bé như chùn, sâu bọ và cá nhỏ trong thiên nhiên. Trong môi trường nuôi, có thể cho nó ăn thịt cá hồi, trùn huyết đông lạnh hoặc còn sống, trùn đất. Thỉnh thoảng có thể cho ăn tim bò, nhưng đây không phải là thức ăn tốt cho con vật này bởi vì protein của động vật có vú làm cho nó khó tiêu hóa. Nó còn nhỏ, có thể cho ăn bo bo hoặc tép nhỏ cho tới khi lớn. Kỳ rông Mexico dùng mũi để tìm thức ăn. Khi tìm thấy thức ăn, nó sẽ nuốt xuống bao tử. Đây là nguyên nhân vì sao người ta không nuôi những con vật khác nhỏ hơn nó ngoại trừ những con cá to lớn, bởi vì những con vật nhỏ bé sẽ bị nó nhanh chóng hóa kiếp. Trong một cuộc khảo sát vào năm 2013, các nhà nghiên cứu đã không thể tìm thấy bất cứ cá thể kỳ rông Mexico tự nhiên nào. Điều này làm dấy lên lo ngại, loài động vật này có thể đã hoàn toàn tuyệt chủng ngoài tự nhiên. May mắn thay, một nhóm cá thể của loài sinh vật độc đáo này đã được tìm ra trong thời gian gần đây. Kỳ rông Mexico cũng sống khỏe mạnh trong các phòng thí nghiệm trên khắp thế giới và là mặt hàng chủ lực của việc buôn bán các loài sinh vật kỳ lạ làm thú nuôi. Mặc dù nó có thể sống lâu hơn 20 năm, tuổi đời trung bình của loài kỳ dông Mexico là gần 10 năm. Một con kỳ dông trưởng thành, điển hình thường dài cỡ khoảng 30cm. Có một sự thật thú vị về loài vật này, đó là chúng thường nuốt sỏi hoặc đá quậy nhỏ nhằm có thể giữ được trạng thái nổi lơ lửng trên mặt nước. Nếu không có sỏi nhỏ, con vật sẽ cố nuốt những đồ vật tí hon khác trong làn nước ví dụ như vỏ ni lông được vứt bừa bãi, thường có thể trở nên cực kỳ nguy hiểm đối với sức khỏe của chúng. Vào năm 1863, người Pháp đã chuyển về Paris năm con kỳ rông Mexico để phục vụ cho nghiên cứu. Sau đó, nhà khoa học Auguste Dumérin đã nhân giống loài này thành công, đưa nó đi khắp châu Âu. Đây là một việc đáng nể so với công nghệ bấy giờ, biến kỳ rông Mexico thành một trong những cư dân đầu tiên sinh trưởng trong phòng thí nghiệm sau gần hai thế kỷ khoa học đã phát hiện được nhiều điều thú vị về kỳ dông mexico ví dụ như mặc dù là động vật lưỡng cư nhưng đến mùa sinh sản kỳ dông mexico không lên bờ như bà con của nó mà vẫn ở dưới nước thế nên khoa học còn gọi chúng là những con nòng nọc trưởng thành nhưng đặc biệt nhất vẫn là khả năng tự chữa lành vết thương khi kỳ dông mexico đứt lìa chi nó sẽ mọc lại được thậm chí bị nhiều lần như thế mà vẫn không ảnh hưởng gì đến đời sống khả năng tái tạo này hoàn toàn không thể có ở động vật có vú, bao gồm con người. Bởi vì nếu các loài thú bị thương thì đại thực bào, một loại tế bào miễn dịch, sẽ ăn lấy tế bào chết và để lại sẹo ngay. Bộ gen của kỳ giông Mexico dài hơn 10 lần so với con người, trở thành bộ gen dài nhất chưa được giải trình tự. Tuy nhiên, hiểu được chức năng của các gen liên quan đến khả năng tái sinh Ocelot đã chứng minh một thách thức đối với các nhà khoa học vì chúng được chứa trong các chuỗi DNA dài lặp đi lặp lại. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Yale đã phát triển một nền tảng sàng lọc mới để có khả năng khắc phục vấn đề này và đưa khả năng áp dụng quy trình tái tạo này cho con người một bước gần hơn. Nền tảng sàng lọc mới lạ của các nhà khoa học liên quan đến việc tạo ra các dấu hiệu để theo dõi 25 gen được nghi ngờ có liên quan đến tái tạo trên tay của kỳ giông Ascleot. Nó tái sinh hầu hết mọi thứ sau khi xảy ra các chấn thương. Parker Flower, đồng tác giả và là giáo sư sinh học phân tử, tế bào và phát triển tại Đại học Yale cho biết. Từ phương pháp tiếp cận nhiều bước mới được công bố, các nhà nghiên cứu của Yale đã phát hiện ra hai gen, catalase và fetuin B, cần thiết cho sự tái tạo tế bào ở các chi và tái tạo một phần đuôi. Các nhà khoa học hiện hy vọng rằng một ngày nào đó thông tin được thu thập từ bộ gen của kỳ sông Ocelot sẽ dẫn đến các đặc tính tái tạo được áp dụng ở người, Chẳng hạn như trong việc khôi phục các mô bị hỏng, tại Trung Quốc cũng từng xuất hiện hình ảnh về một con cá có khuôn mặt không khác gì con người đang bơi trong hồ khiến cư dân mạng không khỏi kinh ngạc. Không phải tóc, thân mình hay đặc điểm dễ thấy nào khác, con cá này có khuôn mặt rất giống với con người với đôi mắt đen, hai điểm giống như lỗ mũi và một đôi môi rộng. Bên cạnh những đặc điểm nổi bật như mắt, mũi, miệng giống y hệt con người, gương mặt con cá cũng có những góc cạnh trông không khác gì cái chán của một người đàn ông với tỷ lệ gần như tương đương. Ngoài ra còn có hai điểm nhô xa ở hai bên đầu trông giống như hai cái tai. Con cá kỳ dị này được phát hiện bởi một người phụ nữ ở Trung Quốc. Cô đã nhìn thấy nó ở gần mặt hồ ở làng Miao, một địa điểm du lịch ở thành phố Côn Minh. Nữ du khách vô cùng tò mò và quyết định quay lại hình ảnh kỳ lạ này và chia sẻ với những người khác trên trang xã hội Weibo của Trung Quốc. Nhìn vào khuôn mặt của con cá, nhiều người có cảm tưởng nó giống như mặt nạ của nhân vật trong bộ phim Transformer. Có vài ý kiến nghi ngờ khuôn mặt giống con người đến kỳ lạ của nó là kết quả của một hiện tượng ảo ảnh quang học quá mức hoặc là một sự sắp xếp nào đó. Có vẻ như người phụ nữ quay video là người duy nhất nhìn thấy khía cạnh kỳ diệu của con vật kỳ lạ, trong khi những người dùng phương tiện truyền thông xã hội lại cảm thấy nó vô cùng đáng sợ và quái dị. Một số người còn đùa rằng, con cá với khuôn mặt kỳ lạ trong đoạn video có thể là bằng chứng về sự tái sinh của Chúa tể bóng tối trong Harry Potter. Theo Telegraph, con cá này thuộc loài cá chép mặt người, sự xuất hiện của nó là vô cùng quý hiếm. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên loài cá này xuất hiện, vì trong quá khứ cũng đã từng có những cá thể khác được phát hiện và gây chú ý với hình dạng tương tự. Vào năm 2009, có hai con cá chép mặt người được phát hiện trong ao của một người đàn ông Hàn Quốc 64 tuổi. Sự xuất hiện của chúng đã làm dậy sóng cư dân nước này vì có mắt, mũi và đôi môi giống người đến kỳ lạ. Điều thú vị là qua từng năm, loài cá này lại càng giống người hơn. Một số ý kiến hài hước cho rằng có thể nó đang trên đả tiến hóa thành người cá. Liên quan đến những loài cá có hình thù kỳ lạ một ngư dân ở đảo quốc Grenada nằm ở phía đông biển Caribe có tên là Hof McLaurice cũng từng cho biết đã bắt được một con cá lạ có hai bàn chân, con ngón và trên mặt có gờ mũi rất giống với con người. Theo mô tả và hình ảnh mà anh McLaurice cung cấp được, mạng tin Caribbean đăng tải, bàn chân của sinh vật trên cũng có 5 ngón, còn mũi nằm ngay phía trên cửa miệng. Loài cá này có vẩy, có khả năng đi bộ dưới đáy biển nhưng lại không biết bơi. Hãng tin trên cũng khẳng định, trước đó tại khu vực này các nhà khoa học chưa từng ghi nhận việc phát hiện một loài cá tương tự và giới chức Grenada cũng chưa xác định được tên khoa học của loài cá trên hoặc liệu đây có phải là một loài mới hay không. Về phần mình, ông MacLarenser còn dự đoán chú cá mới phát hiện có thể là cá độc do đuôi và vây của nó có hình thù rất phức tạp. Thưa quý vị! nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại